Đấy, không để các bác chờ lâu nữa. Hôm nay em quay được loạt Fortech cho các bác. Nhưng mà quay ban đêm nên là cái độ phân giải độ đẹp nó không rõ. Đôi loa này đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Loa Fortech là một trong những thương hiệu loa phải nói luôn là nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Các bác nhìn bộ phân tần của em nó chưa? Ý, bác nhìn chưa? Đẹp, đã đẹp lại còn zin từng cm cơ. Bác nhìn qua điện thoại nó còn bé nhé. Ở ngoài cái củ phân tần to nhất kia nó phải bằng bắp chân mình luôn. Nó hết gần hết cái khuôn đáy ấy mà. Một số bác đang kết con này cứ dục và các bác đã tết nhất đến nơi rồi. Bác nào có lấy ở gần đây nhé. Thì em chuyển chứ Sài Gòn thì các bác thông cảm. Sài Gòn các bác đặt cọc ra riêng em chuyển. Ở gần đây em mới dám chuyển hàng. Chứ còn không em xin phép. Em nghỉ rồi nhưng mà thấy một số bác cứ sốt ruột cứ dục và quay lên. Thì đây em quay em lột lòng phèo cho các bác xem, các bác càng xem các bác càng tiếc. Tất cả loa nào bác kiếm dễ thì rất dễ, nhưng riêng Fortech thì không phải dễ kiếm bác nhỉ. Bác cứ tham khảo hộ em, cái đấy thì các bác tham khảo. Và Fortech nó là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của Nhật Bản, nó như kiểu là Tainoi thì nổi tiếng nhất của Anh Quốc chẳng hạn, hay là của Mỹ thì là một số thương hiệu Antec hay cái gì đấy chẳng hạn. Đấy, nó đứng riêng Fortech nó nổi tiếng nhất của thương hiệu Audio là nổi tiếng nhất Nhật Bản, có nghĩa là dòng này là dòng hay nhất. Đôi loa Fortech này có mức giá là 15 triệu 900 nghìn, 15 triệu 900. Các bác cứ tham khảo giá em Tuấn báo khai giá rõ ràng, riêng tiền nào của đấy thôi, chứ không có cái gì mà ngon bổ rẻ cả, cho nhanh. Tiếp theo bên này nữa, đôi loa này đôi loa Sansui, em quay ké đấy thôi. Em cũng sẽ khui hàng cho các bác, cho các bác phê, bởi vì bác nhìn nó đẹp như thế này rồi thì làm gì có lý do mà không phê, đúng không? Em nó đẹp xuất sắc thế này thì có lý do mà không phê. Ở đôi này có mức giá là 13 triệu 9, 13 triệu 900, bát 40. Còn con Fortech thì là bát 30. Bát 40, ê căng đây. Đấy. Được chưa? Con Fortech này báo cáo các bác đây, các bác nhìn này. Các nhìn em Fortech của em này. To gần hết chóa nhá, củ gần hết chóa luôn. Tất cả nón trong nón đây này còn nguyên nhá, còn zin tất từ cái núm bông đặt chiếc nón còn nguyên hết chưa, zin zin đét đèn đẹt luôn nhá. Bao zin đét đèn đẹt cho các bác luôn này. Bác nhìn con Fortech này 4 ôm đấy ạ, Fortech 4 ôm luôn đây, music lên đến 100W 30W. Em cũng chưa hiểu nhá các bác ạ, tại sao con tép nhỏ như thế này mà họ lên đến ghi đến công suất 100W. Đây như này, sang đây con chung vậy, con chung cổ từ gần hết chóa luôn. Con chung này DM40 mi music của nó cũng lên 100W. Đấy. Nhưng mà sang đây con bass 30 như này thì em lại nhìn thấy công suất có 25 với lại 70 75W, thế mới là lạ. Em cũng chưa hiểu vấn đề này lắm. Nhưng bắt đầu hiểu về cái thông số loa như này thì cho em. Thì nhiều lúc anh em không hiểu lắm về âm thanh, cứ nghĩ là loa to thì nó phải là công suất to chẳng hạn, nhưng hôm nay em lại thấy con tép mới là con trung công suất to hơn con bát. Các bác nào sư phụ nào biết thì cũng cho em hướng dẫn giúp em nhé, để cho mình hiểu cái nguyên lý, bởi vì là mình cũng thấy nó hơi vô lý. Thật ra mình cứ hiểu hàng ngày là các con to thì bát to chẳng hạn, nhưng hôm nay em lại thấy con trung con tép lại công suất báo là còn to hơn con này. Ấy giời, mà con này lại trở kháng lại 8 ôm nhé, có 75W max này, 8 ôm. Nhưng con chung này trở kháng nó lại là 4 ôm. 4 ôm mà đến 100W. Cái gì nhỉ? Con tép kiểu 4 ôm, 100W. Thế mới là lạ. Đây là con đôi loa Fortech A300. Tất cả thùng vách bao zin bao đẹp hết cho các bác nhé. Quay buổi tối nó không được rõ, màu lên lên màu nó không đẹp. Đôi này có một quay ban ngày rồi, bác nào cần em gửi clip ban ngày cho các bác cho nó dễ. Đấy được chưa? Đôi này 15 triệu 900. Các bác cứ tham khảo đi. Lấy những đôi này về các bác có nói phét cũng được, không bao giờ đụng hàng. Không có ông nào mà tự nhiên thích kiếm những đôi này mà có đâu. Gỗ tất cả đây, nước còn nguyên bản hết của nó luôn. Zin tất. Về có thách nhau một ông nào mà tự kiếm được đố đấy, các bác kiếm. Chơi nói chung là chơi loa thì nó vô vàn lắm bác ơi. Loa thì đôi nọ đôi kia nhưng mà chơi những cái đôi nó đỏ. Chơi những đôi mà nói phét mà ông nào đỏ đó kiếm được ngay. Cứ ngồi mà kiếm. Còn em chưa lật cái phần phần dưới này, em sờ cho nó còn cái gì dưới này không? Không biết còn gì dưới này. Đây này, còn cái gì đây nữa này. Đấy.
lật nốt cho nhỉ. Ai còn thanh 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 sắt. Thanh dây. Ui dồi. Thanh dây nó ép thùng. Ui thật. Đấy, chưa? Thì bác nào hiểu về cái nguyên lý của con loa này thì bình luận cũng như là vấn đề giúp em với nhá. Bởi vì em thấy tép với chung lại công suất lại cao hơn cả bác. Em Tuấn chào các bác. Rất mong sự giúp đỡ của các bác.